các bạn nhỏ, các bạn nhỏ biết không, những ngày nghỉ các bạn nhỏ nhà đã giúp gì cho bố mẹ chứ nhỉ? Hôm nay cô tạp vụ đến trường vẫn dọn dẹp đấy, vẫn hàng như hàng ngày vệ sinh hàng ngày này. Bây giờ cô vệ sinh những tay nắng này thật sạch sẽ này, kỹ càng này, để cho sạch này. Cô lau kính này, cô còn rửa đồ các thiết bị này. Cô tạp vụ ơi, cô đang làm gì đấy? Cô hôm nay cô đến trường cô lau kính để dọn dẹp đón các bạn nhỏ đến trường đấy. Hôm nay cô dạy Haru làm kính nhá. Các bạn ơi, các bạn yên tâm nhá. Các bạn đi học thì các bạn luôn luôn được đảm bảo rằng mọi đồ dùng thiết bị trong nhà trường luôn được sạch sẽ, luôn được khử trùng đấy. Cô ơi, chúng mình cũng làm tiếp thôi nào. Nào, cô và Haru ra lau lá cây nhá. Cho bảo dạ. Cho trường mình vệ sinh sạch sẽ nào. Từng lá một này để đỡ bụi bặm bẩn này. Vâng ạ. Và bây giờ cô và Haru đã sau xong rồi. Rồi mai ngày cô làm tiếp nhé. Cô xin chào các bạn. Xin chào.